Nếu các bạn muốn mua Game Pass và Robux giá rẻ, mọi Game Pass đều có trong nhật.com, kể cả có kỳ thuê Anime Fighter Simulator cực kỳ chiến anh em à. Và nếu anh em muốn thắc mắc gì hãy nhấn vào đây và bắt đầu chat với Nhật Nhi Hi nha. Ok, và chúng ta bắt đầu video nào. Let's go. Tất cả anh em đang kênh của mình Nhật Kỳ TV. Và hôm nay là ngày rất là đặc biệt anh em à. Hôm nay chính là ngày mà admin đã showcase cũng như là gần hết cái update 1 rồi anh em. Phải không? Ở update 1 anh em, đúng rồi, update 1. Đây không phải là mini update nhỏ nữa mà là cực kỳ lớn anh em à. Thì đó là những cái gì? Thôi chúng ta sẽ cùng đoán xem nha. Thì đầu tiên dành cho anh em là chưa biết, admin đã showcase gọi là full skill combo của hơi thở lửa anh em. Ôi, nghe nó chiến gì đâu ấy anh em mà nghe được là chiến. Thì sau khi hơi thở lửa xong và anh em đã xem hết skill xong thì chúng ta thấy skill cũng giống như là những hơi thở khác. Khác biệt ở chỗ là nó hiệu ứng đẹp và skill được làm lại khá là mới. Và không biết là những cái hơi thở kia có được revamp hay không, nhưng mà chúng ta cũng phải chờ xem thôi anh em à. Không phải gọi là gấp được đấy. Rồi thì sau khi anh em đã xem được cái video đó rồi thì chúng ta sẽ đến với cái việc phân tích những cái skill của nó ha. Thì anh em cũng có showcase một vài thứ cho anh em, đó chính là mặt nạ anh em à. Đây mình cho anh em xem cái mặt nạ ha. Đây là cái mặt nạ, bốn mặt nạ. Thứ nhất là mặt nạ quỷ đỏ, cáo đỏ. Ừ, thứ hai là mặt nạ giống như Kaneki vậy anh em, nhưng mà khác cái là có găng. Ừ. Thứ ba là mặt nạ sư tử lửa. Ừ, thứ tư là mặt nạ quỷ. Đúng rồi đấy, bốn mặt nạ này không biết có tác dụng gì. Mình chắc nó nhưng cũng như là Sabito thôi anh em. Là cái này nè, y chang này nè, ha. Nó kiểu cũng cộng máu này nọ thôi, nó không có gì khác đâu anh em, mình là vậy. Nếu mà có cộng thì cộng thêm điểm mát quỷ, hay điểm đỡ của quỷ nè. Hiện tại điểm đỡ của quỷ á, cho dù anh em lên level cũng chỉ có đỡ được 4-5 cái thôi là cái melee đỡ nè. Còn em như đỡ bằng vũ khí á thì nó sẽ đỡ được 7-8 cái theo cái block của anh em, kiểu vậy anh em à. Đấy. Ôi, có một lại kiếm chuyện mình nè, đợi mình xíu nha. Rồi anh em, xong rồi, xong rồi. Chỉ cộng cái láo này, trời ơi, giỡn với người ta. Ui. Adu. À thì là ổng là Kocho anh em không? Đó là Kocho nên không hút được đúng không? Ờ Kocho có blood. Ờ đúng rồi, có blood đi poison ấy, kiểu bị độc anh em à. Rồi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục ha. Hồi nãy mình nói về cái mặt nạ rồi thì bây giờ sẽ nói về cái chiêu thức của lửa anh em. Cái thức chính của lửa. Thì thức chính của lửa ở đây mình cho anh em coi hình ảnh. Thì admin đang lựa chọn hai cái gọi là thumbnail. Thì mình nghĩ mình thấy nha, là hai cái skill ấy, cái hiệu ứng skill ấy, thì mình thấy cái bên trái đẹp hơn cái bên phải. Bên trái nó có hàm răng lửa màu trắng bên trong, cái kiểu gì nó ngầu đẹp anh em à. Còn cái mà bên phải ấy, nhìn nó giả kiểu gì, nhưng mà thôi, thì mình update được cái gì cho đỡ lắc cho các máy thì cứ update đi đúng không. Ừ, mình dùng hơi thở lửa cũng được. Thì cái điều kiện để lấy hơi thở lửa admin vẫn chưa nói, nhưng mình có một giả thuyết như sau. Thì anh em đọc hàng chữ dưới Kamado sẽ thấy là resurrection in the future, tức nghĩa là hơi thở mặt trời sẽ sở hữu sớm thôi trong tương lai. Nè đọc đi. Sun within and more big in the future cho Kamado nha. Đây là cái lan Kamado. Có gì mình cho anh em xem hình nè. Đấy. Đây là hình ảnh gọi là Kamado. Và khi anh em sở hữu Kamado thì anh sẽ thấy được dòng chữ hình vàng ở dưới. Cuối cùng ấy. Đấy. Thì nhận được dạng ở dưới thì anh em sẽ được có khi như thế mặt trời chẳng hạn. Không, thậm chí là bây giờ dụ mà anh em lấy được hơi thở lửa thì lên nâng cấp lên hệ mặt trời sao hơn á. Hồi nãy mình lắc một bị aura anh em, nói cho anh em rõ hơn á, thì là khi anh em có Kamado, mà khi anh em có Kamado nha, anh em lấy hơi thở lửa thì có khi sẽ làm thêm cái nhiệm vụ đó để lấy thêm hơi thở mặt trời. Là mặt trời là một dạng cấp cao của hơi thở lửa anh em, kiểu như là hơi thở mặt trăng gì anh em à. Đấy, ví dụ mà lâu lâu thì nếu mà các bạn là quỷ thì các bạn sẽ trở thành được thêm mặt trăng chẳng hạn, còn các bạn là người thì các bạn sẽ trở thành thi thở mặt trời chẳng hạn. Đấy, nó cứ là nhiều thứ luôn. Nói chung thì chúng ta chung phải đợi update thôi. Và hiện tại thì admin vẫn không có biểu hiện gì về map mới anh em. Và admin chỉ nhắc là khoảng
Hưng tuần sau đấy. Và water là cái hơi thở nước sẽ được làm lại anh em à. Ui nghe sướng nha. Vậy là chúng ta phải cậy hơi thở nước anh em, vì hơi thở nước sắp được làm lại ấy, tại vì admin đã nói rồi. Water help reskin là sẽ làm lại hơi thở nước, cũng như là chúng ta vẫn chưa xuất hiện nhiều map mới, nhưng mà chúng ta cũng phải đợi thôi, đợi update, và chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi anh em à. Tại vì sao? Tại bây giờ là V188 đúng không, tức nghĩa là update 1.88 là đã cũng cận kề cái update gọi là 2 rồi anh em à. Nếu mà không lầm á, nếu mà anh em kiểu tính theo cái V này theo số phần trăm thì là sẽ là V200, nhưng mà nếu mà anh em tính theo V2.0 188.0.5 nữa thì mình thua luôn, mình không biết tính sao luôn. Rồi thì ở chung đó toàn bộ ngày hôm nay update lần này chúng ta sẽ có hơi thở lửa, hoặc là bui đơn hơi thở lửa cái kiểu anh em cũng rất là tiện lợi. Và khi anh em sở hữu hơi thở lửa mà tự nhiên được hơi thở mặt trời thì nó gọi là hết thuốc chấm luôn anh em ấy, bật mặt trời lên và cưng mọi tim luôn nha. Ok bye bye anh em nha, và chúc anh em có ngày vui vẻ. Và nếu như video này bổ ích cho các bạn, coi như là bổ ích cho các bạn gọi là muốn cậy hơi thở nước, và các bạn yên tâm, nếu mà remax hơi thở nước thì cái mastery của anh em vẫn sẽ còn. Ok bye bye anh em, chúc anh em có ngày vui vẻ. Và nếu như anh em thích video này, hãy comment cho mình và đăng ký cho mình nha. Ok. Và cũng như là nếu anh em thích làm tựa game gì, hãy comment bên dưới, mình sẽ làm mọi tựa game của anh em đề ra cho mình nha. Ok, bye bye.